Trúng số 3 tỷ, thế nhưng ông Trần Văn Xiêm 64 tuổi vẫn đi làm phụ hồ, dùng tiền trúng số để làm từ thiện. Câu chuyện vô cùng đặc biệt và nhân ái của ông Xiêm thì hiện vẫn đang nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ đến từ những người xung quanh cũng như là cộng đồng mạng. Bất ngờ trúng số độc đắc, ông Trần Văn Xiêm sinh năm 1958 trú tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, từ ông phụ hồ làm lũ đã trở thành tỷ phú Tiền Giang khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng thay vì hưởng thụ cuộc sống giàu sang thì ông lại chọn cách tiêu tiền không giống ai. Hàng ngày ông vẫn đi làm phụ hồ, đồng thời thì không quên chia sẻ niềm vui với bà con làng xóm. Mặc dù trúng giải thưởng lớn, thế nhưng ông Xiêm vẫn tiếp tục công việc làm phụ hồ bởi theo ông đây là nghề đã gắn bó với mình cả đời, không thể bỏ được. Hàng xóm ông chia sẻ rằng đã mấy chục năm nay, ngày nào ông Xiêm cũng đi sớm về muộn, chăm chỉ làm nghề thợ hồ. Ngay cả khi trúng số bạc tỷ thì ông vẫn không nghỉ làm một ngày nào cả. Người dân trong vùng ai cũng kính nể tấm lòng thơm thảo của ông, luôn nghĩ tới bà con lối xóm. Ông đã dùng số tiền trúng số này mua bảo hiểm lao động cho 15 người thợ hồ làm chung với mình. Mỗi suất bảo hiểm trị giá 220.000 đồng cho một năm. Đồng thời thì gia đình ông còn mở tiệc mời bà con thân thích, xóm làng đến liên hoan tại nhà. Đến khi họ ra về, mỗi người đều nhận được một phong bì trị giá 500.000 đồng. Chưa dừng lại ở đó, ông còn mua thêm 2 cây vàng và chia cho những người thân, mỗi người một chỉ để lấy lộc lá. Đáng chú ý, ông còn nhờ chính quyền địa phương lập danh sách những hộ khó khăn để có thể giúp đỡ. Thời gian sau đó thì ông cũng thường xuyên làm từ thiện cho bệnh viện, trường học, những người nghèo khó, bệnh tật trong xã. Một người hàng xóm của ông cũng đã kể lại rằng, có đợt ở xóm trên có cô bị bệnh nặng, gia đình khó khăn nhất xóm, chồng lại mất sớm nuôi 3 con nhỏ đang độ tuổi đi học. Thương cho hoàn cảnh nghèo khó thì vợ chồng ông Xiêm đã trích ra gần chục triệu đồng để giúp cho cô chạy chữa thuốc thang. Ấp này cũng nhiều người trúng số nhưng hiếm có người nào rộng lượng và thơm thảo với mọi người như vậy. Các bạn thân mến, còn các bạn thì sao? Các bạn có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Đừng quên chia sẻ ở dưới phần bình luận cùng với SNews nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.